Chúng ta Miu xin chào anh em nhá. Hôm nay thì Miu lại tiếp tục và hàng để tiếp thị giới thiệu tới anh em. Đây là hàng sản phẩm của JD Audio, vàng mic, quản lý nguồn và rất nhiều anh em nhá. Giới thiệu tới anh em ạ. Anh em nhìn thấy Miu và con vàng cực chất của V6 của hãng JD và đồ audio, quá đẹp luôn. Những cái cô thì vật hay, thương hiệu của nó là của hãng Tito anh em nhá. Nếu mà chất vàng của nó này, đây là một trong những con vàng được đánh giá là đắt, hay và đẹp nha anh em nhá. Những cái cô cực hay. Rồi và tiếp một cặp vàng SX715 và đòi made in Buda vẫn nguồn nguồn này dài nó mới khỏe thấy chưa, bóc ra đẹp này, xem này nào. Con này chất lượng linh kiện nó đảm bảo hơn. Xong lại à, như vệ sinh tắm giặt quá đẹp rồi. 4.8 và 5.5 triệu anh em. Quần cổ nhỉ. Con này làm sự kiện ok hơn. V6. Đặt lên nha. Sắp Tết anh em nhỉ. Là vang thì ai để năm thôi báo rồi đến 7.5 phát điện thôi à. Rồi, xin phép tiếp thị và cặp loa SX715 Made in Uday cực kỳ đẹp mới này nhá. Anh em nhu cầu đầu mua, đầu tư mua thì mình xin phép đưa ra mức giá là 48 triệu đồng. Cực kỳ mới, đẹp, toàn tập anh em nhá. 48 triệu thôi. Báo nét căng để anh em nó đầu tư mua, sắm những bộ dàn karaoke đỉnh cao lên hệ. Những đôi đẹp một đời Made in Uday này mà những trung tâm khác có thể đưa ra mức giá 50 hoặc trên 50 thì mình chỉ bán 48 triệu. Báo rõ thế để anh em mua. Và những con đẩy như đang đánh nó là 5 triệu rưỡi này. Con này nó là BT8000. Còn chiếc vang V6 này theo giá hãng đưa ra thì cực kỳ đắt, nhưng Hiền Miu cũng xin phép đưa ra mức giá là 6 triệu 500 ngàn đồng, cực kỳ chất nhé. Và chiếc quản lý nguồn của JD này Q6 này, đẹp hay chất, giá 2 triệu 200 ngàn đồng. Nguồn khủng luôn. Đấy. Còn con JB này nó rẻ hơn. Tiền nào vào đấy cho anh em nhá. Một nữa anh Hiền Miu cũng thực hiện giới thiệu tới toàn thể quý khán giả là ngày nào Hiền Miu cũng về hàng, anh em nhớ đăng ký video để xem và cập nhật những sản phẩm bên em Miu về hàng. Đây, xin chào anh em.